Hi, xin chào các bạn. Hôm nay shop đồ chơi di động sẽ giới thiệu cho các bạn một loại phụ kiện của dòng máy là Xiaomi Mi 11 Lite. Và cái ốp này là ốp silicon chống bẩn, được làm từ nguyên liệu là nhựa dẻo TPU nên cái độ đàn hồi của nó rất là tốt. Nó sẽ không bị giòn vỡ trong quá trình sử dụng của mình. Và được làm bằng silicon nên cái lưng cũng mặt lưng của nó sẽ là mặt lưng hạn chế vân tay, mình sẽ không ngừng tốn nhiều thời gian để phải lau chùi cái ốp này mỗi ngày. Và cái ốp này nó sẽ thiết kế cho một cái nữa là chống trơn, mình sẽ không bị rơi rơi rớt điện thoại nếu mà mình cầm nó bị trơn trượt. Thì và ở đây là cái cụm camera được làm full lại, bao bao cái camera lại thì nó sẽ làm hạn chế chạy camera của mình. Và cái ốp này được làm bằng nhựa dẻo nên cái việc bị ố màu lưng thì nó cũng sẽ không xảy ra. Và ở shop mình sẽ có 5 màu. Cái màu mình đang cầm đây là màu tím nhạt, và màu đây là màu xanh lá nhạt, và đây là màu vàng, màu tím, và màu cuối cùng là màu xanh lá đậm. Thì mình sẽ quay cận cảnh từng cái cho mấy bạn coi nhé. Và được một cái nữa là vì làm bằng nhựa dẻo nên cái mấy cái phần bấm này nó rất là nhẹ, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những cái nút zin của máy. Nhiều ốp cứng có thể nó cứng như trong cái phần mấy cái nút nút này, nó có thể làm hư hỏng, nhưng mà cái ốp này nó sẽ không bị nha. Đây. Và nếu còn thắc mắc gì thì mấy bạn cứ vui lòng liên hệ vào cái số hotline của shop nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo ạ.